Vâng, mình chào các bạn. Hôm nay bonsai Linh Vượng lại đi thăm vườn nhà em Tuấn Phùng ở xã Phú Đông. Phải nói là Tuấn Phùng là một ông vua trà mi. Xin chào bonsai Linh Vượng nhá. Chào em. Đã, chào khán giả trên mọi miền Tổ quốc và đang theo dõi kênh của bonsai Linh Vượng. Xin Ok. mời mọi người ngắm qua một chút của hình ảnh những cây của Tuấn Phùng nhá. Hôm nay em vào thăm Tuấn Phùng bởi vì Tuấn Phùng là một người giữ lửa cho lan cái hoa trà mi. Đó là các loại. Thấy vào Tuấn Phùng có những cây thiển rồi cây bạch trà cổ với lại cây thơm hồng đặc diện gọi là to như cái thùng sơn khủng lắm. Hôm nay để bonsai Linh Vượng vào tham quan xem nào. À, hôm nay lại gặp cả nghệ nhân đăng ký đá. Chào anh Dũng nhé. Xin chào bonsai Đinh Vượng nhé. Vâng Xin anh. chào anh em yêu nghệ thuật bonsai trên cả nước. À, hôm nay anh Dũng anh Nam lại đang làm đá luôn đây đúng không? Luôn. Vâng, hai thợ nghệ nhân làm đá đây cho cây dúi này. Được, giỏi quá. Nhà này chơi đa năng. Đẹp Từ quá. cây cảnh rồi các loại hoa trà cái gì cũng có. Và đặc biệt là những cây trà mi cổ để giới thiệu cho các bạn xem. Trước khi vào xem thì tham quan một cái cây cảnh nhà Tuấn Phùng. Đây là một cây dúi đang được hai nghệ nhân lên đá. Hôm giới thiệu là có cây trà to như cái thùng sơn, không tin mà hôm nay phải vào tận nơi để xem. Đúng rồi, tại vì thấy to, cây trà mi to như cái thùng sơn cũng hơi hơi thấy Chỉ lạ nghe quá. thôi nhưng mà không tin nên Tại nay vì thấy vào nó để cũng xem có hiếm. đúng không. Nếu mà bảo có những cây như to như cái thùng sơn thì được mệnh danh là vua trà mi là đúng rồi. Hiếm có. Tác phẩm này sắp xong chưa hai nghệ nhân ơi? Còn mấy phút nữa À thế ạ. là xa kết thúc rồi. Vâng, được, tí nữa xong thì em lại đến xem một tí. À đây, vừa rồi Tuấn Phùng cũng đã nhờ anh Dũng đá thanh oai lên để xử lý cho cái cây xanh, làm một cái tiểu cảnh này, tiểu cảnh gạch rất là đẹp đấy. Giếng chùa. À đây là gọi là tiểu cảnh, gọi là cái điển tích là giếng của chùa đúng không? Một cái cây xanh ôm cái giếng chùa, hay quá. Một cây long. Đó là nghệ nhân Dũng đa tài, làm cả tiểu cảnh bằng gạch đá xong rồi tự cả thiết kế đá các loại. Cái tiểu cảnh đẹp quá. Đây giới thiệu các bạn cây xanh ôm cái được chế tác với một cái tiểu cảnh. Ngày mai chắc thả lưới chứ nhờ. Vâng. Ừ, chưa ra coi. À, bây giờ chúng ta vào để tham quan cái cây trà mi cổ to như cái thùng sơn nghe xem nào. Thấy nổi tiếng quá. Nổi tiếng khắp cái vùng miền Bắc. À đây là cái khu vực trồng trà mi đây. Trà mi này thì là phải chăm sóc dưới cái lưới đen nhỉ? Vâng. Đấy phải làm hẳn khung sự kiện lên đấy. À. À, nhìn thấy cái làm khung sự kiện đấy. Đầu tư một cái khung sự kiện to như thế này để che những cây trà mi quý. Đó, đặt cái thùng sơn vào để cho anh em xem cái cây trà mi to như cái thùng sơn này. Cho cả nhà và cho bonsai Đức Phượng tin là to như thùng sơn là có thật này. Đấy. Wow, đây cả nhà quan sát một cây trà mi nhá. Và có những cái lúc mà những cây trà mi cổ như thế này thì cái giá trị nó cũng rất là cao bởi vì là người Việt thì chơi cái trà mi cổ Việt Nam. Đây là cây thơm hồng bát diện. Cái này nó là cây thơm hồng bát diện phải không? Vâng. Gốc rất to và bóng tán cái này cũng đẹp đấy nhỉ. Em đang cắt làm lại cái Đang bông phun tán bông đúng để không? cho chồng. Ừ, dày răm, tròn răm. Đang bật lọc mới đấy. Rồi tham quan cái gốc này. Ui, gốc trà bì to chưa? Đây cái bệ của nó đằng này, nó móng con rồng nó quặp xuống Mặt đây. bệ đang bền ý nha. Vâng, bệ nó vẫn chảy vòng quanh nhưng mà bên này nó mới nổi như móng con rồng này. Một người giữ lửa cho trà mi. Cũng có những cái giai đoạn thăng trầm lịch sử của trà mi, có những cái lúc nó lên cũng là đỉnh cao đỉnh điểm và em cũng chưa giao lưu chưa bán, vẫn cần giữ lại để chơi đây. Cái thị trường thì kệ nó nhưng mà người đam mê để sưu tầm được một cái cây mà nó là thuộc hệ quý hiếm trên cả nước và biết bao nhiêu thế hệ đã trải qua. Cây này nó trường tồn cả trăm năm tuổi ạ. Thế em dự kiến thì cái này áng áng khoảng độ bao nhiêu năm tuổi rồi? Khoảng trăm năm. Khoảng 100 năm tuổi. Vâng. Wow. Nó đã từng trải qua ba cuộc chiến tranh rồi. Ồ, hàng 100 năm tuổi đấy các bạn Ông ạ. Tồn cụ tại đến một bây chủ giờ. nhà ông bảo là kể lại cái tích đấy là hàng 100 năm tuổi. Ừ. Một người
cũng am hiểu rất sâu về trà mì. Một cây trà mì to như thế này thực sự quả đúng là quá quý hiếm mà giữ được qua thời gian 5 tháng. Vẫn còn bảo tồn được. Đúng là cái mùa hoa cái này thì đúng là rực rỡ nhỉ. Như một cái núi hoa thật. Thế vừa rồi em bảo giới thiệu có cái cây thiền nào mà bảo là vừa rồi có cái trị giá đến hàng hơn 1 tỷ chưa bán đấy. Để anh tham quan cái cũng thấy tò mò quá. À đây là cây cụ thiền này à? Cái này thấy bảo cái dòng này là cái họ nó quý hiếm đúng không? Mà nó đẹp. À. Cái bông nó là bông đơn. Đó là thiền cánh đơn. Bông cánh chỉ có là một cái cánh đơn đúng không? Nó là một dòng thiển nhưng mà nó cái bông của nó có độ đẹp. À, cái lơ thì nó là thuần chậu lâu năm nhỉ hay là cực đấy, nó... cốt chậu à? Từ bé à? Không, nó lên chậu được mấy năm thôi ạ. À. Như cái này thì nó có thời gian 5 tháng khoảng bao nhiêu năm? Phải gần 100 năm. Thế cơ à? Này là mua tại ở Ba Vì này. À, chậu lớn nhỉ? Nó cây này ở dưới này là nó được trồng toàn bằng đá. À. Toàn gạch đá ở dưới này. Ừ. Và cái cây này nguyên bản là nó dưới gậm dưới một cái vườn xưa. Một vườn gỗ xưa. À thế à? Chủ nhà. Thế mà có những cây xiển to thế này. Quý quá nhỉ. Cây này mà nếu mà nó trồng ở chỗ đất tốt thì bây giờ nó phải lớn gấp đôi gấp ba này. Đất ở cái nơi nó cằn cỗi quá đúng không? Cái môi trường sống của nó ngày xưa nó rất là khắc khổ. Thế bảo cây thiền này là cái này nếu mà trong các dòng trà mi thì cái cây thiền này là cái trị giá nó cao nhất nhỉ? Vâng, nước thiền với bạch nhụy. Bạch nhụy đúng không? Vâng. À đây nó cái này có quả đúng không? Đấy quả lại to đúng. Ờ quả nó như quả trà nhỉ. Quả như quả găng. À quả găng. Rồi ok. Thế cái này thì bây giờ mình có nhân giống ra để bán không? Đây là một lô giống ạ. À ra vẫn cái này vẫn cứ ươm hom à? Vâng, ươm hom. À thế ví dụ như một cái con này giờ thì trị giá tầm bao tiền? Một triệu. Một triệu một đến 1 triệu. Một cái này là hơn 2 hom này. À cũng được 2 năm tuổi rồi, vâng. Tức là ươm hom à? Vâng. À. Đấy, nhưng mà đây là cây này là chuẩn là cắt từ cây mẹ ra. À, thế là bộ môn làm kinh tế cũng tốt đấy chứ nhỉ. Nó đây là chia sẻ cho mọi người những cái dòng hoa quý. Ừ. Mỗi một lần em ra chỉ vài chục bầm thôi, nhưng cây này mà ra thì ra cả nghìn. Ừ. Nhưng mà mình giữ lại form và cho nó to coi, không cắt lại cắt hết cả cây kia thì nó lại đuối quá chia nhỉ. Sẻ ít thôi. Rồi, ok. Để cho thị trường người ta được biết đến thôi. Gốc này được vanh được bao nhiêu bây giờ nhỉ? Vanh được 32. Vanh 32. 32 là chỗ này. À. Đấy, còn cái củ bệ của nó này. Một cái thiển rất to. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy cây thiển to như thế này. Nó đóng cảnh thế. Ừ. Gọi là thế tam đa phải không? Tam đa. Ừ. Mặt đằng trước nhìn đúng như bao Phúc Lộc Thọ. Nó xòe hai cái tay này nó rất là duyên này. Rồi tiếp tục lại sang thăm cái cây bạch trà cổ đúng không? Vừa rồi thấy có người cũng giả mấy trăm triệu không bán cái đợt triển lãm đem đi Vạn Thắng vừa rồi nữa. À đây rồi, cái cây này thì tôi đã nhận ra cái hôm đem đi triển lãm ở Vạn Thắng này. Ơ, ra đấy nhìn về đây cảm giác nó to đồ sộ thế nhỉ? Ở sân kia nó to quá. Ờ, không gian kia nó to quá thật là hôm đem ra. Lúc đấy là cái cây tử này là chưa vẽ, bây giờ bắt đầu vẽ được 3 cây tử. À, có thêm cây tử. Bông bạch, đây là bông bạch. Bạch trà. Bạch cổ. À, bạch cổ ta đấy. Bạch xếp. Bạch cổ. Đấy, cây này lại hay là nay mai là tam thái tử rồi. À. Cây này bọn nay mai vẽ nốt chạy ra ba miền. Tam tử phụng cha. Mẫu à? À, phụng cha. À. Kính cha. Vâng. Hay đấy nhỉ, Toán Phong cũng có cái tên hay. Cái... đấy, một cây bạch cổ rất to này. Vành con ý được bao nhiêu? Vành có? Này 38. Vành được 38. Thoát này của nó là được 60 này. Thoát thân 60. Hàng bạch mà to này mà thoát thân thì nó rất là hiếm. Ừ. Nhưng còn to hơn thì có. Cái vừa rồi đấy, hôm vừa rồi đem đi triển lãm nó cũng có người giả đến mấy trăm nhỉ? Cái này lúc mà ở triển lãm là họ giả hơn 300. Ừ. Còn như ngày trước mà lúc nó sốt nó cũng tin tỷ không? Không, sốt thì cái này nó khoảng 500. Nhưng cái cây thiền kia mới đắt đúng không? À, cây này thì thực ra thì nó không quan trọng là sốt hay không. À. Bởi những cây cổ quý thì nó không phải chơi theo thị hiếu. À. Mà người ta sẽ sưu tầm những cái đồ quý. Những cái lúc nào mà là sốt thì... quý. Cây bạch nhụy dáng bonsai.
Nhận diện cái lá bách nhụy, lá nó chân tròn nhỉ? Vâng, tròn mà xanh, xanh à. Đây, anh nhìn ở trên. Vừa rồi anh mua mới cây thì nó bị dính bạch tàu, nó bị xài mà. Cái đợt vừa rồi. Anh nhìn này, nó phải xanh, nó xanh đen thôi này. Nhưng mà lá xanh nó đen rất dày thôi. Đấy, những màu xanh nó như xanh lá nhựa ấy. Đúng rồi. Đấy, còn cái kia là màu nó hơi ngả ố. Không, hồi anh mua nó cũng xanh đen ấy. Nhưng mà xanh lá của nó cũng tròn. Thế mà xong thì nó có lở hoa dính bạch tàu, thế nó lại phải đi đổi lại, nó khi nó đang hot. Anh mua một loạt cái bạch nhị. Cây này năm vừa rồi ra hoa nó hơn 100 bông hoa cây này. Tuyệt vời nhỉ. Đẹp lắm. Ở cái bạch nhị nó cái gì cũng có. Nhà em Tuấn Phùng thì chơi các loại hoa cũng rất phong phú. Đây là những cái mẫu đơn vàng. Trong mẫu đơn thì có mẫu đơn trắng, mẫu đơn đỏ và mẫu đơn vàng. Hoàng hương, mỹ cam nó nhiều lắm. Nhiều loại. Đây cây vàng này. À vàng hương này à? Vâng, cây vàng hương. À đó. Có 3 cây. Cũng đủ các loại dòng. Đúng là cái gì cũng thích, cái gì cũng chơi. Đây, bonsai cũng có mấy cây. À đây có cái cây mộc này cũng đẹp đấy nhỉ, làm bông tán đẹp đấy. Vành to tướng, cái này được cái gốc đẹp đấy. Đúng là cho vào làm bonsai đẹp quá. Đấy, gốc này. Đưa vào làm cái bông tán. Gần người thơm. Tham quan cả cây lộc vừng. Tác phẩm đã kết thúc. À, cũng đã hoàn thiện sang cái tác phẩm đấy rồi. Một tác phẩm là duối lên đá. Ồ đúng, khác hẳn nhỉ. Thay đổi hoàn toàn, đẹp quá. Úi giời, đấy cái gốc đấy. Nhìn nó không bị rạch dưới nhỉ. Mà nó lại bay biến méo mó, đẹp, đúng là khác hẳn. Đẹp quá. Ôi chân gì, cái thang gì. Nó phải đu đưa, nó phải treo treo thế thì nó mới như đầu bay. Chơi đá nó phải cảm thấy, lúc nào cảm thấy nó thiếu. Thiếu gì? Thiếu được. Chơi cái đầy đá. Chỗ nào thấy tròn vo. À bác đang đánh cái gì mà nó vang vang mà thế? Đánh giả. À thế à? Úi giời. Bà như bí quyết hôm nay lộ hết. Cái đá bẩn. Lộ hết bí quyết. Tạo cho cái đá bẩn đúng không? Nó cái không bị mới. Vào trong rừng nhá. Chú bảo chỗ này thiếu vào trong rừng là mưa gió đang chui vào đây. Nhớ. Người mình à, không còn tay. Tức là cái chân này. Là cái chân không. Đây có chân rồi, ông cho chân ra đây nữa. Thật thân lại hai bên nó lại à? Bằng nhau. Nó phải méo, bên nở bên bồi mình. Đá phải bên nở bên bồi. Nói chung là đá thì luôn luôn cảm nhận lúc nào nó thiếu đấy, chỗ lồi ra chỗ lõm vào. Hôm nay lại giờ xong này Tuấn về thử đặt viên đá mà trông nó rất là gà chối. Không thế này đủ quá rồi, nó vuông thử vào xem như này mới là đẹp. Nó vuông cứ thử vào này, nó ra cái gì đâu. Đấy, nó lại bê thành nó một đường ra cái gì? Nó vuông thế này nó méo à, bỏ ra cho nó méo. Đá chú đừng có cạnh anh. Ăn trên đá hàng ngày ở các nơi rồi. Nếu mà MC mà nói thì thua Tuấn rồi đúng không? Nhưng mà nếu nói với Lâm đá thì chuyên nghiệp đấy rồi. Ăn trên đá ngủ trên thế mới gọi là Dũng đá. Anh biệt hiệu Dũng đá, em nghe thấy và em đã là thần tượng từ lâu rồi anh Vượng ạ. Thần tượng anh Dũng đá này. Hôm nay được mời anh Dũng về làm tác phẩm này tuyệt vời quá. Anh Dũng với anh Nam là về để làm giúp cho gia đình. À, bà con là suốt từ sáng đến giờ cứ vào xem suốt nhưng mà đến lúc quay thì lại đi về. À, nhà Tuấn Phùng có cái cây mộc này dáng ban trà xíu xíu lạ lạ nhỉ. Đấy cây dáng siêu. Lại được ép bông tàn phẳng tuốt ra này. Cũng khéo tay đấy. Cái này đây là đang nuôi tay cành. Thế còn nếu mà sau này là khi mà xong ấy là em sẽ có một cái ý tưởng là tổng cái chậu này nó sẽ thành một cái phiến đá. Nhưng mà cái gốc này nó cao hẳn lên và nó có đường chạy xuống, nước chạy xuống, giật xuống cái bên này là cái động. Nên mày định làm cái tiểu cảnh ở đấy đúng không? Làm cái động ở đây. Và có thể là trong động thì có nuôi cá trước nhưng mà vẫn làm cả một cái bàn trà để ngồi uống nước ở đây. Hay quá. Tóm lại làm cái tiểu cảnh. Vâng. Nhưng mà làm cả một cái bàn uống nước, thay cái bàn uống nước. Đấy cái vị trí này là cái bàn uống nước, còn cây nó cao lên. Nó tỏa bóng cho người uống nước. Và người ngồi uống nước để ngửi hoa mộc tại chỗ. Đúng rồi. Hương trà sắc mộc, nhà này chơi đúng bài đấy. Đúng câu các cụ nói. Hương mộc sắc ngắm trà. Ngắm trà thường mộc. Đấy. Trà rất đẹp, đó, tức là trà chỉ có sắc nhưng mộc thì có hương. Trà có sắc, mộc có hương. Đứng bên cạnh cây mộc
và ngắm cái bông hoa trà. Cái này nó quay tức. Được kỳ gốc đẹp rồi. Nó được kỳ gốc. Cả gốc cả thân bay. Đấy, Toàn Phung lại được thêm một tác phẩm cây dúi đẹp đấy rồi, làm bonsai. Chuẩn bị đi chơi được không? Có ưng ý không? Hôm nay tự làm xong ưng ý gì? Ừ đấy, rất đơn giản luôn đấy. Cái khuyết điểm của bệ nhỉ? Đúng là bệ rách dưới. Nó rất là kém. Rất là nhiều người chê. Còn trên này tay cành nó chạy nó thì quá đẹp rồi. Thì hôm nay lại nhiều người khen rồi. Cái này bây giờ lại là xin chúc mừng Tuấn Phung. Cảm ơn Đinh Vượng và cảm ơn mọi người. Rồi, bonsai Đinh Vượng cũng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cuốn video tiếp theo.